Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 3 tháng 9 năm 2019, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Minh Hóa, mưa lũ chia cắt nhiều nơi. Các địa phương trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu. Ghi nhận về hội viên nông dân làm kinh tế giỏi. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết các vụ án mua bán, vận chuyển, chiếm đoạt trái phép vật liệu nổ và vũ khí quân dụng tại Quảng Bình. Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Văn Thiệp, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công an. Qua quá trình theo dõi, lập án đấu tranh, với sự phối hợp nhịp nhàng có hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã phá thành công các vụ án mua bán, vận chuyển, chiếm đoạt trái phép vật liệu nổ và vũ khí quân dụng, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 118 kg thuốc nổ và một quả bom có trọng lượng hơn 230 kg còn nguyên vẹn thuốc nổ bên trong. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Thiệp, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công an, đánh giá cao thành tích mà lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình nói chung và Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh nói riêng đã đạt được trong thời gian qua, nhất là đấu tranh thành công các vụ án, chuyên án liên quan đến vật liệu nổ và vũ khí quân dụng, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Phó Cục trưởng cũng lưu ý trong quá trình đấu tranh xử lý với các loại tội phạm này, một số quy định còn nhiều bất cập. Chính vì thế, quá trình tố tụng cần nghiên cứu kỹ các loại tài liệu để đấu tranh một cách có hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Hải Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, đây là chiến công hết sức có ý nghĩa của lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Việc phá thành công các vụ án là hết sức quan trọng, thể hiện ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Bình trong quá trình đấu tranh tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo môi trường an ninh an toàn trên địa bàn, phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng lưu ý, các lực lượng tiếp tục đấu tranh điều tra mở rộng vụ án, không bỏ sót, bỏ lọt tội phạm, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Do ảnh hưởng giải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới nên từ hôm qua, ngày 2 tháng 9, ở Quảng Bình đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến trên toàn tỉnh đo được từ 180 đến 220 mm, có nơi lớn hơn như Mai Hóa 306 mm, Trường Sơn 321 mm, Minh Hóa 297 mm. Hiện nay mực nước trên cả sông ở tỉnh Quảng Bình đang lên nhanh. Mực nước lúc 7 giờ ngày 3 tháng 9 trên sông Kiến Giang tại xã Kim Thủy ở mức 10m02, dưới báo động 2 0,98m. Tại Lệ Thủy 1,77m, dưới báo động 2 0,43m. Trên sông Rào Nầy tại Đồng Tâm ở mức 9,85m, trên báo động 1 là 2,15m. Trên sông Danh tại Mai Hóa ở mức 3,2m, trên báo động 1 0,2m. Đài khí tượng thủy văn Quảng Bình dự báo trong khoảng 6 đến 12 giờ tới, mực nước trên các sông tiếp tục lên. Mực nước trên sông Danh tại Mai Hóa có khả năng lên mức 5m ở mức báo động 2. Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy có khả năng lên 2,2m ở mức báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, Quảng Ninh, ngập úng ở vùng trũng thấp của huyện Lệ Thủy và thị xã Ba Đồn. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ hôm qua, trên địa bàn huyện miền núi Minh Hóa có mưa to, nước trên các sông suối dâng cao gây ngập lụt, chia cắt ở một số nơi. Tuyến đường về xã Tân Hóa, đoạn qua ngầm Lạc Thiện đã bị ngập, khiến người và phương tiện qua lại rất khó khăn. Nước lũ trên sông Rào Nan đang lên nhanh, làm ngập sâu ở ngầm tràn về xã Minh Hóa, cô lập toàn bộ địa phương này từ tối ngày 2 tháng 9. Tuyến đường vào các bản Ón, Yên Hợp, MOOO của đồng bào Rục, xã Thương Hóa, vào các làng vùng Lom, xã Trọng Hóa, bản Ca Ai, xã Dân Hóa bị chia cắt nhiều đoạn bởi nước từ các khe suối dâng cao. Đợt mưa lũ này cũng làm một người mất tích. Nạn nhân là chị Hồ Thị Chăn, sinh năm 1989, ở bản Pa Trong, xã Trọng Hóa. Chiều tối ngày 2 tháng 9, chị Chăn đi xúc đá nhưng không thể về, gia đình nghi bị nước lũ cuốn trôi. Hiện lực lượng chức năng xã Trọng Hóa đang tổ chức tìm kiếm. Vào rạng sáng nay, ngày 3 tháng 9, một tàu cá của ngư dân xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới bị đánh chìm. Hiện tại bà con đang tích cực lai dắt tàu vào bờ khắc phục sự cố. Theo đó, tàu cá bị đánh chìm mang số hiệu QB91354TS do anh Nguyễn Thanh Lương, trú tại thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới làm chủ tàu.
Theo ghi nhận ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 3 tháng 9, khi neo đậu tại bến, do thủy triều dâng cao, nước nguồn đổ về nhanh tạo dòng nước xoáy khiến các tàu va vào nhau. Tàu QB 91354TS bị vỡ ống nước. Ngay sau khi phát hiện sự cố, gia đình chủ tàu đã cố gắng tạt nước và vứt bỏ một số vật dụng trên tàu để khắc phục tình hình. Nhưng nước vào nhanh đã gây ngập và chìm tàu. Hiện gia đình chủ tàu và các bạn thuyền đang nỗ lực lai sắp tàu vào bờ để khắc phục sự cố. Được biết, con tàu có công suất 815 CV, trị giá hơn 4 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng gần 3 năm. Vụ hè thu năm nay, Quảng Bình gieo cấy gần 13.700 ha. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong lúa vụ hè thu. Vụ hè thu năm nay, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo đảm năng suất sản lượng cây trồng theo kế hoạch đề ra. Trước bão số 4, bà con nông dân đã khẩn trương thu hoạch lúa. Đến nay, các địa phương đã cơ bản thu xong. Năng suất bình quân toàn tỉnh ước đạt 42,7 tạ trên 1 hecta. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình đang chỉ đạo các địa phương đôn đốc hướng dẫn bà con chủ động chuẩn bị tốt điều kiện về giống, vật tư phân bón để triển khai gieo trồng vụ thu đông. Để phòng tránh được bão lụt có thể xảy ra, trong thời gian này, bà con nông dân huyện Quảng Trạch đang tập trung nhân lực để nhanh tiến độ thu hoạch lúa. Vụ hè thu năm nay, huyện Quảng Trạch gieo xạ được khoảng 2.900 hectare lúa với các loại giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngay như PC6, HT1, SV181, Khang Sơn 18, DV108. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nắng hạn kéo dài nên năng suất lúa chỉ đạt trên 46 tạ 1 hectare, giảm so với vụ hè thu năm trước khoảng 6 tạ trên 1 hectare. Đặc biệt, có trên 463 hectare lúa bị mất trắng hoàn toàn do thiếu nước. Đến thời điểm này, cả địa phương trong huyện đã thu hoạch được khoảng 80% diện tích lúa hè thu. Để chủ động phòng tránh thiên tai bão lụt có thể xảy ra, huyện Quảng Trạch đang tập trung chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con nông dân thu hoạch hết cả diện tích lúa hè thu trước ngày 31 tháng 9, đồng thời có các phương án đảm bảo cho các diện tích nuôi trồng thủy sản hai vụ trong mùa mưa lụt. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình công nhận là đô thị loại 5, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch đang tập trung đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị nhằm tiến tới thành lập thị trấn Phong Nha. Theo đó, xã Sơn Trạch đã tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư, ưu tiên thanh toán nợ đồng trong xây dựng cơ bản, huy động mọi nguồn lực để chỉnh trang nâng cấp phát triển hạ tầng đô thị theo nội dung đề án đã được quy hoạch. Có cơ chế chính sách thông thoáng, hoàn thiện hồ sơ thủ tục để cả đơn vị doanh nghiệp sớm triển khai các dự án đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ du lịch. Đồng thời, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm như nhà lớp học trường mầm non khu vực Na trị giá 2 tỷ đồng. Nhà hiệu bộ trường mầm non Sơn Trạch trị giá 1,5 tỷ đồng, dự án trạm dừng chân của công ty Hưng Phát, dự án khu nghỉ dưỡng của tập đoàn Đoàn Gia và nâng cấp tu sửa nghĩa trang liệt sĩ của xã. Phát huy thế mạnh của một địa phương có diện tích đất rừng lớn, những năm qua, chính quyền huyện Tuyên Hóa đã thực hiện chủ trương khuyến khích người dân đầu tư phát triển trồng rừng kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện thu nhập cho gia đình và nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng trên địa bàn. Huyện Tuyên Hóa có trên 96.000 hectare rừng và đất lâm nghiệp, phân bổ trên địa bàn 20 xã thị trấn, trong đó rừng tự nhiên trên 81.000 hectare, rừng trồng trên 7.000 hectare. Nhiều năm trở lại đây, trồng rừng kinh tế là một trong những thế mạnh của huyện miền núi Tuyên Hóa. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện có trên 11.000 hectare diện tích rừng kinh tế. Nhờ phát triển trồng rừng, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu, tỷ lệ phủ xanh đất trồng đồi núi trọc trên địa bàn huyện cũng được nâng lên. Thời gian tới, huyện sẽ tập trung phát triển lâm nghiệp trên cơ sở nhân rộng những mô hình trồng rừng có hiệu quả kinh tế cao, làm tiền đề để phát triển kinh tế và xem đây là một ngành kinh tế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả. Trong đó, mô hình xây dựng tổng hợp và kinh doanh dịch vụ khách sạn của gia đình ông Trần Minh Hiếu, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới là một điển hình. Trước đây, điều kiện kinh tế gia đình của ông Trần Minh Hiếu gặp rất nhiều khó khăn. Năm 1991, ông đã mạnh dạn vay vốn để khởi nghiệp với nghề kinh doanh vật liệu xây dựng. Vừa làm vừa học hỏi, nhờ vậy đến nay, mô hình này đã giúp gia đình ông có kinh tế ổn định. Đặc biệt, từ năm 2015, nắm bắt xu thế phát triển của địa phương, ông đã mạnh dạn đầu tư kinh doanh thêm lĩnh vực khách sạn. Từ nghị quyết trung ương 92 thì nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển đa thành phần, và từ kinh tế đa thành phần đó là nó sẽ khuyến khích con người đầu tư lao động đầu tư. Nghị quyết trung ương 92 thì bản thân tôi mới dám mạnh dạn và đầu tư vô cái nghề sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Và qua quá trình
làm việc kinh doanh thì bản thân tôi cũng tự nghĩ rằng nếu không có trí thức thì không thể theo kịp, cũng đã cố gắng vừa làm vừa học để phát triển kịp theo cái nhu cầu phát triển của xã hội. Hiện nay, mô hình xây dựng tổng hợp và kinh doanh dịch vụ khách sạn của gia đình ông Trần Minh Hiếu đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cho gia đình với doanh thu gần 5 tỷ đồng mỗi năm. Đặc biệt, từ mô hình này đã giải quyết việc làm cho 40 lao động thời vụ và 10 lao động thường xuyên trên địa bàn với mức thu nhập ổn định. Tôi làm ở đây là khách sạn trả cho tôi là tháng là 6 triệu đồng. Là tôi làm ở đây là tôi thấy công việc rất thoải mái. Với số tiền là một tháng 6 triệu là tôi cũng đủ trang trải rồi. Tôi là người tiết kiệm. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Trần Minh Hiếu còn là hội viên nông dân gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào do hội nông dân các cấp phát động. Từ năm 2007 đến 2015, ông được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thành phố. Cơ sở kinh doanh của ông Hiếu nhiều năm liền cũng được hội nông dân tỉnh công nhận danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Mô hình của anh Phương Hiếu đã thu được nhiều kết quả rất là cao trong sản xuất kinh doanh. Thì đó là một trong những gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi của hội nông dân toàn phường để cho toàn thể hội viên nông dân nói theo. Thì mô hình của Phương Hiếu hàng năm thì cũng đã tạo điều kiện giúp đỡ cho hội phường cũng như các đoàn thể khác về cái mặt tinh thần cũng như về cái kinh phí để cho các cái tổ chức hội, các đoàn thể có thêm một phần kinh phí để mà hoạt động. Bằng sự nhạy bén của mình, ông Trần Minh Hiếu đang tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty, từng bước tạo thêm nhiều việc làm cho lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền và tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Một, áp thấp nhiệt đới trên đất liền. Hồi 7 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km một giờ, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 60 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về hướng đông, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Đến 19 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông, trên bờ biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km một giờ, giật cấp 8. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc, 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km một giờ, giật cấp 8, cấp 9. 2. Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hồi 7 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 112,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km một giờ, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Đến 7 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 111,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km một giờ, giật cấp 8. 3. Cảnh báo gió mạnh và vùng nguy hiểm trên biển. Cảnh báo gió mạnh trong ngày và đêm nay, mùng 3 tháng 9, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Ở vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới do áp thấp nhiệt đới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5 đến 3,5 mét, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Tại tỉnh Quảng Bình, cảnh báo gió mạnh trên biển, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, biển động rất mạnh, độ cao sóng từ 2 đến 4 mét. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền, gió cấp 3, cấp 4, giật cấp 5. Cảnh báo mưa lớn,
Quảng Bình có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt. Trên các sông suối trên lưu vực sông Quảng Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức báo động 2 đến báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng, cấp độ rủi ro thiên